để trong nhà, không để ra ngoài trời nắng mưa ít ý, thì cái này rất là ok các bác ạ. Nói chung cái dòng này Sơn thật sự luôn là nó rất cứng, nó rất cứng và nó rất là ok, mà không hiểu tại sao mà nó giá rẻ, Sơn cũng chả hiểu nổi. Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video của Sơn. Buổi sáng ngày hôm nay thì mới chuyển một lô hàng đi ở Bình Dương là nhiều các bác ạ. Đợt này các bác ở dưới Bình Dương ủng hộ rất là nhiều nên là Sơn rất là tuyệt vời. Nhưng mà thực ra Sơn thì cũng không phải phân biệt miền hay gì khác, nhưng mà Sơn thì người quê gốc ở Hà Tây các bác ạ. Có nhiều bác có hỏi là quê em ở đâu, có phải ở Hà Nội không? Tại nghe giọng Sơn thì cứ tưởng ở Hà Nội, nhưng mà thực ra không phải các bác. Sơn ở Gia Lai các bác nhé. Sơn ở Gia Lai, thôn 1 Hải Giang, Đắk Đoa, Gia Lai. Nhưng mà Sơn thì rất thích con người ở dưới miền Nam các bác. Người miền Bắc nhưng mà lại rất thích người miền Nam, bởi vì người miền Nam là rất là dịu dàng các bác ạ. Còn người miền Bắc giống như Sơn thì là nói chuyện cọc cằn hơn đấy các bác. Nói vui một tí. Nhưng mà có một cái điều rất thú vị thế này, hôm nay chia sẻ với các bác về có nhiều bác hỏi với Sơn ấy là cái gỗ gì nó rẻ nhất, cái sập gỗ gì rẻ mà chơi nó đẹp bền. Thế thì Sơn cũng chia sẻ với các bác, để mà có một cái dòng mà gỗ đẹp bền ấy thì chắc là khó, rẻ đó thì chắc cũng khó, nhưng mà nếu mà để mà ok ngon lành ấy thì Sơn thấy là rẻ mà ngon lành ấy thì Sơn thấy hiện tại là có cái dòng gỗ là sập gỗ hộp, thì nó chỉ những cái dòng gỗ hộp mà 7 triệu. Sơn thấy nhận thấy rằng 7 triệu một tấm sập gỗ hộp, sau đó thì mình phải vận chuyển, rồi là mình phải bao ship này, rồi mình chuyển vào trong Nam, thì như vậy không biết là có thể làm ra được tấm sập như thế. Sơn thì không làm, nhưng mà nếu mà Sơn thấy như thế là rất là rẻ rồi. Nhưng mà Sơn nghĩ rằng nếu mà rẻ quá thì cũng không có ngon lành, đúng không ạ? Thì các bác chơi sập thì các bác nên chọn cái mức giá gọi tầm trung. Thực ra là giá cả nó không phải là tất cả, nhưng mà nó cũng quyết định được cái giá trị của sản phẩm rồi, đúng không ạ? Thì ví dụ như sập gỗ hộp thì Sơn nghĩ rằng các bác nếu mà sập gỗ hộp mà chơi mà vừa bền vừa đẹp ý, thì nó sẽ dao động khoảng là từ 10 mấy cho đến 20 mấy triệu thì nó mới ăn thua được. Còn ví dụ mà rẻ quá mà cũng thì cũng có khả năng là nó cũng không được bền tốt như là cái gỗ tốt hơn, đúng không ạ? Đấy thì các bác chịu khó. Nhưng mà có một điều rất là tệ hại nữa các bác ạ, có nhiều bác nhắn tin đến hỏi Sơn ý là chỉ muốn chơi cái dòng rẻ, thật rẻ. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta chơi rẻ quá, kể cả là gỗ nguyên khối luôn các bác, đừng có việc mà chúng ta cứ ép giá xuống rẻ. Nếu mà rẻ thì các bác nên chọn hẳn cái loại gỗ khác, hoặc là chọn hẳn một cái loại sập gỗ khác luôn, ví dụ sập gỗ hộp luôn vì các bác mà rẻ quá ấy. Còn nếu mà các bác chơi sập nguyên khối hay bất kỳ sập gì nếu mà rẻ quá ấy, thì khiến cho người làm ra sản phẩm họ sẽ phải giảm cái chất lượng sản phẩm xuống, từ nước sơn họ sẽ phải giảm xuống này, từ cái kích thước giảm xuống là không sao, nhưng mà cái chất lượng họ vẫn phải giảm xuống, rác nó sẽ bám nhiều hơn và mọi cái nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Nên là bác nếu mà muốn chơi mà sập gỗ giá rẻ thì khó, nhưng mà cũng không phải không có các bác. Ngoài ngày hôm nay thì Sơn muốn chia sẻ với các bác về cái dòng gỗ nó lại rất là tốt, nhưng mà không biết tại sao mà nó lại bị rẻ đi. Cũng bởi vì có thể là do ngày xưa khi mà có một cái thời mà ở chỗ Sơn ấy, họ nhập về rất là nhiều gỗ lim, sau đó thì bán nó không hiểu sao nhưng mà bán không bán được, thì dẫn tới là phá giá và bán rẻ đi để mà tháo. Và cái đợt đấy thì khiến cho cái thị trường gỗ lim nó bị xuống các bạn ạ. Và hiện tại thì không bán được giá cao nữa và toàn bộ là bán giá rẻ. Đấy thì nhưng mà gỗ lim này thì nó lại rất là chất lượng, nên là muốn chia sẻ với các bác, quay cho bác một vài cái bộ sập gỗ lim mới về. Nhưng mà thực ra thì mấy cái này bán hết rồi, đang chờ lô sau về nữa. Nếu mà các bác đặt hàng ấy thì mình sẽ về lô sau, còn cái lô này thì bán hết rồi. Nhưng mà Sơn muốn chia sẻ với bác, nếu mà cái sập gỗ mà giá mà rẻ, thật sự là quá rẻ luôn các bác ạ. So với gỗ cẩm hồng thì gỗ ecop luôn, gỗ lim nó lại cứng hơn gỗ cẩm hồng, cứng hơn gỗ ecop, nó cứng hơn mấy gỗ kia, kể cả gỗ naga thì gỗ lim nó vẫn cứng hơn, thậm chí là gỗ hương đỏ thì gỗ lim nó vẫn cứng hơn. Thế nhưng mà không hiểu tại sao mà nó lại rẻ như vậy thì Sơn cũng chẳng hiểu luôn. Đấy, thì bây giờ Sơn quay cho các bác xem một vài bộ gỗ lim. Nó là vài bộ gỗ lim Ocam, nhưng mà hôm nay trời nó tối tối rồi thì cái dòng này nó rất là cứng các bác nhá. Nhìn vậy thôi nhưng mà dòng này nó lại rất là ok các bác này. Dòng này nó tối tối các bác chịu khó nhìn. Cái dòng này ấy, nó lại cứng nhưng chẳng hiểu sao bán giá rẻ, lời lợi nhuận thì thấp nhưng mà bán giá thì này rất là rẻ, mà trong khi sản phẩm thì lại chất lượng. Đấy, thế nên là nếu mà bác nào mà chơi mà hàng sập 2 tấm nhá, thì theo quan điểm cá nhân của Sơn ấy, mà rẻ và chất lượng nhất thì hiện tại đang có gỗ lim. Tuy nhiên hình thức của nó thì không được đẹp như gỗ cẩm hồng, hình thức nó không được đẹp như gỗ gõ naga, không được đẹp như gỗ gõ ecop hay là gỗ hương này hương kia, nhưng mà nó lại được cái rất là bền, rất cứng.
nếu mà các bác mà để cái dòng này mà để ở trong nhà, để trong nhà không để ra ngoài trời nắng mưa ít ý, thì cái này nó rất là ok các bác ạ. Nói chung cái dòng này thật sự luôn là nó rất cứng, nó rất cứng và nó rất là ok, mà không hiểu tại sao mà nó giá rẻ, Sơn cũng chả hiểu nổi. Sơn thì muốn bán là nó đúng với giá trị của sản phẩm, nhưng mà đán như thế quá rẻ, bởi vì một lô mình nhập về mình làm mình bán mấy tháng trời, trong khi lời được có vài triệu. Một bộ này mới tính ra lời được có vài triệu các bác, một bộ này tính ra lời được có 3-4 triệu. Thế thì như thế thì quá là không ổn đúng không ạ? Trong khi ngâm vốn ở đây này, trong khi công thợ làm rồi, nhà xưởng này, rồi mặt bằng các thứ là phải để nó ở đây phải mất tiền chứ đúng không ạ? Mình xây cái nhà xưởng này thì để chỗ để này nó phải mất tiền này, thời gian ngâm ở đây nó phải mất tiền này đúng không ạ? Rồi công thợ ở đây này, tất cả mọi thứ vận chuyển đi, tất cả mọi thứ nó phải mất tiền hết. Nên là nếu mà bán quá rẻ như vậy thì thực sự là nó lỗ quá. Nên là nếu mà ai mà thông hiểu thấu hiểu nhiều ấy, biết nhiều ấy, thì chơi thằng gỗ lim này nó rất là ok luôn các bác này, cực kỳ cứng luôn. Nếu mà các bác ai đã từng mà chơi vào chạm tay với gỗ lim này thì các bác cảm nhận được nó rất là cứng, cực kỳ cứng luôn các bác nhá. Đấy thì hôm nay là chia sẻ với bác cái dòng mà sập gỗ gì nó rẻ nhất và ngon lành nhất, thì các bác có thể là tham khảo thêm các cái thông tin nữa. Các bác cứ tìm hiểu đi, các bác cứ tìm hiểu, các bác biết hỏi rất nhiều người. Gỗ cẩm hồng nó cao hơn gỗ lim thì rất nhiều lần, cao hơn thậm chí cao hơn gỗ lim này cả chục triệu một bộ luôn, hơn chục triệu, 20 triệu, gần 20 triệu luôn. Gỗ naga thì không phải nói rồi, cao hơn cái này cực kỳ nhiều rồi. Hương cũng thế, ecop cũng thế, ecop nó còn cao hơn thằng này, thật cũng chẳng hiểu tại sao nó lại như thế luôn. Đấy các bác nhá, các bác tìm hiểu thêm. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.